Hello, chào mừng anh em quay trở lại với Chola Channel. Và trên tay của mình đây là một cái chiếc đồ chơi mới, đó là một chiếc trực thăng. Trực thăng các bạn nhé, chứ không phải là flycam. Con này thì nó không có camera, trên nó không thể gọi là flycam được. Và anh em nào mà chúng ta đang tìm mua một chiếc trực thăng trong phân khúc giá tầm khoảng dưới 2 triệu. Con này với mức giá hiện tại đó là khoảng tầm 1 triệu, 6 triệu 7 gì đó. Con này có mã đó là C186, Helicopter C186. Con này nó có một cái ưu điểm đó là được trang bị một cái mạch cân bằng, giúp cho anh em có thể điều khiển con này rất là dễ. Và con này thì có một cái thiết kế rất là đẹp. Thì đây là con C186. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn cái chiếc trực thăng đồ chơi này, C186 Helicopter. Đấy, tay cầm điều khiển ở trực thăng, những phụ kiện bên trong. Rồi bây giờ mình sẽ mở ra nhá. Đây có cái thời gian chơi là 15 phút nữa này. Ở trên đây nó ghi những thông số này các bạn này, trên ngoài vỏ hộp những thông số nổi bật. Đó như là tự động cất cánh, tự động hạ cánh này các bạn này. À, 60 này, cân bằng 60 này. À, tần số điều khiển là 2.4 này. Đó, rồi sạc rồi là 4 kênh này. Đấy, thì đây là cái bộ sản phẩm chúng ta sẽ mở ra là như thế này. Nhân vật chính đây. Đấy, các bạn thấy đẹp không? Một gam màu xám nhá, xám và đen. Khá là nhẹ, cái trọng lượng chỉ tầm khoảng hơn 100 gram thôi các bạn. Ở đây thì nó có cái mã là C186 Pro này. Đó, thì con này là nó có 4 cánh đấy các bạn này. Đó. Chúng ta sẽ có một cái khoang pin để lắp pin vào đây. Pin của nó là pin cục pin nhỏ này này các bạn này, lắp rời này. Đó, pin này thì nó có cái dung lượng nó là 350 mAh. Thời gian chơi là 15 phút, sạc tầm khoảng 1 tiếng là đầy pin các bạn nhé. Chúng ta sẽ lắp viên pin này vào cái vị trí này. Đó, dưới viên pin nó sẽ có một cái nút nguồn, chúng ta khởi động cái con trực thăng này lên. Chất liệu của cái trực thăng này đó là nhựa ABS các bạn nhé. Nhựa này thì rất là bền và an toàn. À, tiếp theo thì chúng ta sẽ đến cái phần tay cầm điều khiển. Đây là tay cầm điều khiển thì nó sẽ sử dụng pin tiểu các bạn nhé. Đây chúng ta sẽ gắn 40 pin 2A vào đây này. Đấy. Tay cầm điều khiển thì các bạn thấy là trên đây nó sẽ có những cái nút như sau này các bạn này. Đầu tiên chúng ta sẽ có nút hai cái này là hai cái control stick để các bạn điều hướng bay lên cao xuống thấp và chúng ta di chuyển con máy bay này. Bên góc này chúng ta có nút tự động cất cánh và hạ cánh các bạn này. Các bạn nhấn nút này sẽ tự động bay lên và nếu như đang bay thì các bạn nhấn thì sẽ tự động hạ xuống. Đây là nút vận tốc này. Thì nó sẽ có 3 mức các bạn nhé. Chúng ta để ở cái mức này là bay chậm này. Các bạn chuyển qua mức 2 là bay nhanh hơn một xíu và mức 3 đó là bay nhanh, vận tốc nhanh. Và này có công tắc on off để khởi động lên này và chúng ta có những cái nút tinh chỉnh liệng trái liệng phải các bạn này. Ở đây sẽ có một cái đèn báo tín hiệu. Rồi, nó chỉ có đơn giản như vậy thôi các bạn. Và trong cái bộ này thì sẽ còn những cái phụ kiện như là hai cánh dự phòng, tu vít và một sợi dây cáp để sạc cho cái viên pin. Chúng ta sẽ có sách hướng dẫn sử dụng nữa các bạn này. Ok, và bây giờ thì mình sẽ kết nối bay thử các bạn nhé. Chúng ta sẽ khởi động cái con trực thăng lên bằng cái nút nguồn phía dưới này. Các bạn nhấn này, nhấn giữ thêm một chút. Đó. Đấy, và anh em sẽ gạt lên on này. Gạt lên thì các bạn sẽ giữ cái cần cho thích bên tay trái này. Các bạn gạt lên cái, gạt xuống một cái để cho cái tay cầm và cái máy bay nó kết nối với nhau. Và anh em thấy cái đèn LED này nó đứng yên, nó không chớp nữa. Có nghĩa là hai thiết bị đã kết nối với nhau rồi. Đó. Và bây giờ thì mình hướng dẫn các bạn điều khiển này. Chúng ta sẽ khởi động cánh quạt bằng cách là chúng ta sẽ kéo hai cần lên này, chích xuống dưới và hướng ra ngoài như thế này. Đó, để khởi động cánh quạt. Đấy, nó vẫn chưa bay lên đâu. Anh em bây giờ đẩy cần ga lên thì nó mới bay lên cơ. Đấy, anh em thấy sao? Đây là con trực thăng C186 này. Anh em lưu ý nhá, chúng ta bay ở môi trường mà nó không có gió nhá. Ban nãy thì mình ở cái chỗ khu vực mà nó gió lớn quá cho nên là mình không có bay được. Nó bị gió nó thổi. Anh em sẽ rất là khó bay nếu mà có gió. Cái môi trường khu vực này thì nó lặng gió hơn một chút này. Vẫn có gió nhưng mà nó nhẹ hơn chút. Thì với một chiếc trực thăng á, thì các bạn biết là nó không được trang bị GPS các bạn nhé. Tầm giá này thì không có GPS và cũng không có camera luôn. Để chúng ta chơi thì các bạn thấy là chúng ta sẽ, đây cũng là một cái bộ môn nó khác flycam. Anh em thấy là chúng ta điều khiển thì nó sẽ khó hơn một chút tại vì nó có cái mạch cân bằng, có hệ thống cân bằng của con trực thăng riêng nhưng mà nó không thể nào nó giữ ổn định giống như là flycam được. Đó, nhưng mà nó chơi cũng rất là hay. Nó đòi hỏi anh em sẽ phải điều khiển tập trung hơn này.
điều khiển kiểm soát nó khó hơn. Thành ra anh em sẽ có cái kỹ năng điều khiển nó luyện rèn luyện kỹ năng điều khiển nó tốt hơn. Tức là ở cái mức độ nó khó hơn flycam. Con này thì phạm vi điều khiển nó là 100m các bạn nhá. Cái khoảng cách mà nó truyền tín hiệu đó. Pin thì bay 15 phút. Đó, bây giờ mình thử hạ cánh này. Đấy. Cách thứ hai để khởi động con trực thăng này bay lên đó là chúng ta sử dụng nút tự động cất cánh các bạn này. Đó. Thì anh em nhấn luôn này. Đấy, nó tự quay cánh và tự bay lên. Đấy, và chúng ta điều khiển tiếp nhá. Đấy. Mình sẽ cho lên cao một chút này. Anh em lưu ý nhá là chúng ta điều khiển con này trong cái tầm quan sát thôi, trong cái tầm nhìn. Anh em mà chơi con này xong chúng ta chuyển qua chơi flycam thì cảm giác rất là nhẹ nhàng nhá. Tại vì flycam nó sẽ ổn định hơn, nó dễ hơn. Con này thì tầm giá mình đã giới thiệu ban nãy đó là khoảng 1,5 triệu cho một chiếc trực thăng như thế này. Đó. À, với những chiếc trực thăng đồ chơi mà tầm giá khoảng tầm 600-700 ngàn, em lưu ý là nó cái khả năng giữ độ cao của nó không được như thế này đâu các bạn. Đó. Ở đây là thậm chí là nơi này mình còn đang bay là nó có gió đây này. Mình thả tay ra thì nó sẽ bị trôi nhẹ nhẹ nhá. Đó. Thả tay ra này nó trôi nhẹ nhẹ. Đó. Còn đối với những chiếc trực thăng mà phân khúc thấp hơn thì thả tay ra là coi như là nó phóng đi luôn đó các bạn. Những chiếc trực thăng đồ chơi này thì phù hợp là cho trẻ em chơi. Bởi vì là cái chất liệu cấu tạo nó là nhựa. Dẻo, nhựa và nó chịu được va đập. Tức là các bạn thấy là với những ví dụ như là những chiếc flycam cao cấp mà chỉ cần va đập nhẹ cái là coi như là nó hư camera, hư các thứ rồi. Nhưng mà chiếc trực thăng này mà có va đập nó chỉ là xây xước bên ngoài thôi, nên chúng ta vẫn khởi động bay lại bình thường. Bởi vậy nên mình mới cho rằng là nó phù hợp với trẻ em chơi. Và đặc biệt là người lớn thì nào mà chúng ta yêu thích cái bộ môn này, thích cái kiểu cái trực thăng máy bay này thì chơi thì sẽ thấy cái điều thú vị của nó. Đó, các bạn thấy không? Nếu mà mình bay lên cao một chút là đấy là nó sẽ có gió và nó sẽ bị lập tức là nó bị ảnh hưởng ngay.